Đây là con cá hồng lốt này, cá hồng lốt này, hồng biển này. Đây. Đây, đại. Cá hồng biển, hồng lốt. Rồi. Mẹ mẹ, con cá hôn này nấu món gì bạn nấu canh đi bà. Con cua món gì nữa? Kho à? Cá này xương nhiều không? Béo không? Cá nó già béo rồi. Cá mùa nó béo, mùa không nó ra có mỡ không béo? À, mỡ bụng là còn mỡ là béo không? Tên nghe lạ hả? Lốt. À, lốt. Nhưng mà cá không phải cá hồng biển à? Mình nhìn biển là mình có cả nha. Đây là có chấm đen gọi là hồng lốt à. Vết đen. Rồi.